Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Theo dự báo, mưa sẽ lại xuất hiện nhiều trở lại trong những ngày tới. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến các nhà vườn, nhất là hiện nay đang vào vụ thu hoạch nhiều loại cây ăn trái. Thông tin cụ thể như thế nào ạ, chị Hồng Giao? Dạ vâng, chị Phương Uyên. Do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh lên, bởi vậy mưa có xu hướng gia tăng và xuất hiện ở nhiều nơi trong khu vực. Dự báo từ chiều tối mai thì mưa rào sẽ xuất hiện rải rác. Cục bộ có những điểm mưa vừa mưa to. Trong cơn mưa, quý vị cần đề phòng gió giật và lốc sét. Các yếu tố này đều có thể ảnh hưởng đến năng suất của những loại cây trồng đây cho thu hoạch. Bởi vậy, bà con nên tranh thủ thời gian nắng ráo trong ngày để tiến hành thu hoạch trái cây. Đó là từ sáng cho đến trưa, dự báo là trời vẫn sẽ có nắng. Một số nơi khá nóng với mức nhiệt 34 độ như tại Trà Vinh, Cao Lãnh, Châu Đốc. Còn tại Cần Thơ, Cà Mau và các nơi khác nhiệt độ phổ biến trong khoảng 32-33 độ. Đồng thời, trong khoảng thời gian trời tạnh ráo, bà con cũng nên xử lý, chống ngập cho vườn, gia cố bờ bao, đê bao cho chắc chắn, nạo vét kênh mương, chuẩn bị máy bơm để sẵn sàng chống ngập úng khi cần và thường xuyên theo dõi tình hình sâu bệnh trên cây trồng. Còn về diễn biến thời tiết trong một tuần tới, mưa sẽ xuất hiện đều đặn về chiều và chiều tối. Giai đoạn từ ngày 16 cho đến ngày 19 tháng 7 thì đây là giai đoạn mưa nhiều, không loại trừ dông sét đi kèm. Mưa nhiều cũng làm cho không khí dịu mát hơn, nhiệt độ có xu hướng giảm từ 30 đến 34 độ xuống còn 28 đến 31 độ.